Sáng nay, Công an thành phố tổ chức tổng kết công tác đảng và công tác công an và triển khai nhiệm vụ năm 2022. Đến dự có Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh cùng đại diện các sở ngành địa phương. Năm 2022, Công an thành phố đã chủ động nắm tình hình, thực hiện tốt nhiệm vụ trên lĩnh vực đấu tranh chống phản động, phòng chống khủng bố, đảm bảo tuyệt đối an toàn 171 lượt đoàn lãnh đạo đảng, nhà nước, khách quốc tế đến thăm và làm việc, kịp thời tham mưu giải quyết các vụ việc tập trung đông người gây ảnh hưởng an ninh trật tự. Các lực lượng 911, 8394 tuần tra chống cướp giật, chốt chặn, kiểm soát, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, triển khai nhiều kế hoạch biện pháp phòng ngừa đấu tranh với tội phạm kinh tế tham nhũng, xử lý nhiều vụ buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, kịp thời phát hiện bắt giữ 283 vụ, 419 đối tượng mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy, tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm, đảm bảo khép kín tuyến địa bàn, ra quân xử lý vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện giao thông, vi phạm tốc độ trên đường bộ, vi phạm việc cơi nới thùng xe và chở hàng quá trọng tải, quá khổ trên đường bộ. Hiện nay, toàn thành phố hiện có 156 mô hình phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, trong đó có 78% mô hình đạt loại khá, tốt, đang phát huy tác dụng. Với thành tích đạt được, năm 2022, Công an thành phố được Bộ Công an xếp hạng xuất sắc thứ 3 trên 63 tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương, tăng 9 bậc so với năm 2021.